Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay cửa hàng mình tiếp tục về một cái dòng ampli của thương hiệu Cool Music nhé mọi người. Như đợt trước thì shop mình về cái dòng BP60 ha, 120W, thì hôm nay cửa hàng mình về cái dòng BP80, thì con này thì nó sẽ nhỏ hơn nhé mọi người. Đó. Thì mình sẽ cho mọi người coi sơ qua về ngoại hình trước ha. Giờ mình sẽ xoay một vòng ha. Đó, cái con này thì nó nhỏ gọn nhé mọi người. Đây, cực kỳ nhỏ ha. Thì nó bằng gần một nửa cái con BP60 ha. Cái con này thì nó có thể vừa đứng được luôn này. Mình có thể xách tay đấy nha mọi người. Ở dưới thì nó sẽ cho mình một cái lỗ để mình cắm treo lên nha mọi người. Đó, cực kỳ là tiện lợi ha. Giờ mình sẽ nói về các chức năng của cái con arm này. Để coi nó có khác gì cái con BP60 nhé mọi người. Đây là toàn bộ các chức năng của cái con arm này ha. Ở đây thì công tắc nguồn nhé mọi người. Con này thì nó cũng sử dụng pin sạc ha. Mình có thể sử dụng được từ 5 đến 7 tiếng nhé mọi người. Với số lượng pin này thì mình có thể đi chơi thoải mái ha. Ngoài trời này kia thì vui nhé mọi người. Đầu tiên là cái nút volume nhé mọi người. Cái này là volume tổng này. Nó có thể điều khiển được tất cả những cái nút bật đấy nhé mọi người. Chúng ta muốn kết nối Bluetooth thì chúng ta có thể nhấn dưới nút này nhé mọi người. Đây. Đó, nó lên Bluetooth làm sẽ được ha. Ở đây thì nó có một cái cổng USB ha. Rồi thì mình sẽ nói về phần channel 1 trước nha mọi người. Nó sẽ cho mình một cái cổng mic ha. Đây, nó có ghi mic ở đây. 48V này. Với một cái line để mình cắm nhạc cụ nha mọi người. Thì cái channel 1 thì nó có một cái băng để mình điều khiển riêng biệt ha. Mình sẽ có một cái kèn nha mọi người, một cái loud này, một cái mic với hai với có hiệu ứng reverb nha mọi người. Đó. Khi mình cắm mic hát hoặc là mình chơi đàn thì mình vặn cái hiệu ứng reverb thì nó cái tiếng nó sẽ bay bay hơn ha. Rồi tiếp theo thì channel 2 thì nó có những nó cho mình hai cái cổng input nha mọi người. Đây, cổng nhạc cụ ha. Rồi cái con này thì nó có thể chơi được tất cả các loại nhạc cụ nha mọi người. Đây. Cũng giống như bên channel 1 thì channel 2 thì nó cũng có một cái băng để mình điều khiển riêng ha. Một cái kèn ha, một cái loud với một cái mid 2 này. Bên channel 2 thì nó cho mình một cái hiệu ứng chorus nha mọi người. Với một reverb. Chorus là để làm gì? Chorus là để chúng ta tạo ra cái tiếng ảo ha. Đây, nó có hiệu chorus ha. Thì mình chơi đàn điện nha mọi người, hoặc là đàn thùng kia cũng được. Rồi tiếp theo thì ở đây thì có một cái cổng all in nhé mọi người, để mình cắm nhạc bằng retro ha. Mình có thể sử dụng cái dây 3.5 nhé mọi người. Rồi tiếp theo thì phone thì ở đây thì mình nghĩ là cái này để mình thu nhé mọi người. Mình sẽ thu trực tiếp bằng điện thoại nhé mọi người. Đó, bằng cái lỗ 3.5 ở đây. Tiếp theo là cái cổng nguồn ha, cổng sạc của cái con arm này. Cái con này đặc biệt một cái là nó có một cái nút nhấn mút ở đây nhé mọi người. Khi mình muốn tắt tất cả âm thanh trong cái con arm thì mình có thể nhấn nút này ha. Đó, nhấn xong thì nó sẽ tắt đi tất cả những cái âm thanh trên cái con ampli này ha. Tiếp theo thì cái cổng headphone nhé mọi người, mình có thể cắm tai nghe vô ha. Con này thì nó thiết kế sẵn cho mình một cái cổng output ha, để mình cắm ra cái dàn mixer. Cái công suất của con arm này thì 100W nha mọi người. Đây, nó ghi ở đây 100W ha. Rồi giờ mình sẽ test qua âm thanh của cái con ampli này để cho mọi người nghe âm thanh thực tế của
cái con Am này ha.